Cái mắc mớ lớn nhất của những người chơi cờ bạc lâu năm ấy là họ không quay trở về lao động. Là bởi vì khi họ chơi một ngày có thể lên đến 10-20 triệu. Mà nguyên tắc những người chơi cờ bạc liên tục thì lại không có lương cao, vì có làm mẹ đâu, có tay nghề đâu mà lương cao. Thế một ngày thì thả 10-20 triệu. Thế bây giờ quay trở lại làm, mà làm cả tháng thì được có 6-7 triệu. Nó không tài nào kiểm soát được cái cảm xúc của mình và lại quay trở lại chơi. Tức là cái chính là bạn bị gì ạ? Rời xa lao động. Và cái lao động chân chính của bạn nó chỉ thu nhập 6-7 triệu, trong khi đó một ngày bạn có thể chơi vài triệu. Dẫn tới cái cảm giác rằng bạn coi cái đồng lương và công việc nó rất là rẻ mạt, và bạn không đi được từ cái thứ nhỏ nhất bắt đầu đi lên. Thưa với bạn rằng là không có cách nào cả, chỉ có trí tuệ của bạn nó cứ khai mở thôi. Thì tôi chỉ cho bạn một cái quy luật thôi. Nguyên tắc nhà cái họ đã mở ra trò chơi cờ bạc thì 20% số tiền bạn chơi là thuộc về nhà cái. Và nếu các bạn cứ chơi qua chơi lại thì hai thằng đều lỗ, chứ không có thằng nào lãi cả. Vì cái cuộc chơi nó set up, thì dù bạn thắng hay thua thì nhà cái vẫn được khoảng 10 đến 20%. Như vậy rõ ràng là nếu bạn thắng ngày hôm nay thì trừ bạn không chơi nữa thì thua, thì họ thua. Chứ còn nếu ngày nào bạn còn chơi thì chắc chắn bạn còn mất. Cho nên tôi muốn quay trở lại cái câu chuyện là cái chính là sự vô minh của mình. Mình không nhìn thấy cái quy luật là nhà cái nó set up cho một cuộc chơi như vậy thì kiểu gì họ chẳng thắng. Tôi lấy ví dụ như thằng con trai tôi là thằng Hiếu. Nó nhìn thấy cái năm vòng tròn quay cái bầu tôm cua cá ấy. Thế thì nó bảo bố ơi cho con đặt tiền vào, con nhìn thấy cái xác suất mà mình kiếm được ấy, bầu tôm cua cá ấy, là rất cao, con đoán được bố ạ. Tôi bảo ok, con thật thông minh. Bây giờ bố hỏi con là họ ra đây họ ngồi cả một ngày, họ trông cái bầu tôm cua cá này, xong họ đặt tiền, con đặt tiền vào, xong con lại lãi của họ nữa, thì theo con nếu con là cái ông ấy con có ngồi đây không? Thế thằng Hiếu tôi nó bảo không, tất nhiên là con không ngồi rồi, chắc phải kiếm ăn được. Vậy theo con họ kiếm ăn được từ cái người chơi hay kiếm ăn được từ ở dưới đất nó mọc lên đít họ? Nó bảo từ người chơi. Và vậy thì chắc chắn một điều là họ kiếm ăn được từ những người như con. Nào có chơi tiếp không? Nó hiểu ra quy luật của vấn đề và nó biết ngay là gì ạ? Đây là một cuộc chiến đấu và họ nắm phần thắng nhiều hơn. Vậy thì càng chơi bạn càng chết. Và lịch sử chưa có kẻ nào giàu vì cờ bạc. Nhưng có lẽ bạn phải xem lại tâm mình. Và cái chính, cái mắc mớ lớn nhất của những người chơi cờ bạc lâu năm ấy là họ không quay trở về lao động. Là bởi vì khi họ chơi một ngày có thể lên đến 10-20 triệu. Mà nguyên tắc những người chơi cờ bạc liên tục thì lại không có lương cao, vì có làm mẹ đâu, có tay nghề đâu mà lương cao. Thế một ngày thì thả 10-20 triệu. Thế bây giờ quay trở lại làm, mà làm cả tháng thì được có 6-7 triệu. Nó không tài nào kiểm soát được cái cảm xúc của mình và lại quay trở lại chơi. Tức là cái chính là bạn bị gì ạ? Rời xa lao động. Và cái lao động chân chính của bạn nó chỉ thu nhập 6-7 triệu, trong khi đó một ngày bạn có thể chơi vài triệu. Dẫn tới cái cảm giác rằng bạn coi cái đồng lương và công việc nó rất là rẻ mạt, và bạn không đi được từ cái thứ nhỏ nhất bắt đầu đi lên. Và đây cũng là lý do những người làm nghề cafe không bỏ được nghề. Là bởi vì thế này, họ nhoằng cái họ kiếm vài trăm nghìn. Tôi nghe mấy anh bạn tôi kể vậy chứ tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ thấy họ kể vậy thôi. Nhoằng cái là nó kiếm vài trăm nghìn đi chơi ấy. Thế mà bây giờ lại quay sang đi làm may, cả tháng trời kiếm 3 triệu, trong khi nó lao động có tí thôi, vài đêm thôi kiếm được vài triệu. Thế thì đứa nào còn muốn đi lao động nữa, đi làm may? Mà kiếm tiền kiểu đấy nó lại vừa tiện vừa nhàn, mà lại vừa sướng, mà lại vừa nhanh. Không bỏ được nghề cà phê. Nghề lô đề của ông cũng tương tự như vậy, nói với ông vậy. Mỗi ngày thả cái gì vài triệu,
trúng vài chục triệu, xong lại mất vài chục triệu. Mẹ giờ đi làm lương 6-7 triệu, bố nào chịu được cái cảm xúc này, nó cứ kỳ cọt vậy. Còn chưa kể là không may ông thua được khoảng vài trăm triệu, ông bảo mẹ làm 5-6 triệu, tháng này tiêu hết 4 triệu, thánh họ đến 90 năm không gỡ được vốn. Thế là lại chuyển sang chơi. Thế thì bây giờ tốt nhất ông phải hiểu là tâm của ông nó đừng tham nữa. Đừng, một là cái gì nó mất rồi, quá khứ là ông phải quên, đừng truy tìm quá khứ nữa, thôi nó mất rồi thôi. Thứ hai là ông phải chấp nhận được cái công việc là thôi, đã cứ từ từ bò, năm nay thôi thì cứ thu nhập thôi thì cứ bò dần. Sang năm sẽ lên 12 triệu, sang năm sẽ lên 30 triệu, sang năm mình sẽ làm được việc lớn. Đấy, thì phải như vậy cơ, thì ông mới vượt qua được lô đề. Chứ còn nếu mà cứ nằm dài thường thượt, xong thở dài, xong rồi tính, xong đi làm thì thấy bao giờ mới gỡ được, chết. Đối diện tâm tham đi. Đấy, bỏ tâm tham. Chắc chắn ông bị tâm tham. Và nói vậy thôi chứ sửa tâm lâu lắm. Thôi, hy vọng mỗi ngày em ngộ ra một ít, cứ nghe đạo Phật thì mỗi ngày ngộ ra ít rồi dần dần bỏ được nhá. Rồi cảm ơn em. Chứ còn bây giờ hỏi thầy có giải pháp gì không, thưa là thánh họ tôi cũng có vài trường hợp rồi, tôi nói chuyện đủ kiểu không làm được. Nó bảo là nói thật với thầy, giờ đi làm lương tháng 6-7 triệu em thả con rồi, có khi về 6-70 triệu, bây giờ bảo em làm 6-7 triệu, bao giờ em mới làm được, không lao động được. Rồi bây giờ bạn phải quay lại lao động. Việc đầu tiên bạn yêu lao động đã thì bạn cứ bỏ được cái đấy. Còn bạn không yêu lao động, bạn không tài nào bỏ được cái đấy. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã dũng cảm chia sẻ thật. Nhưng mà tôi tin là bạn sắp bỏ được rồi. Bởi vì lý do bạn nhìn ra vấn đề là bạn bỏ được. Còn sợ nhất cái thằng chơi mà nó say đòn, nó không nhìn ra vấn đề cơ, thì không tài nào bỏ được. Bạn là gần bỏ được rồi. Đấy. Không, tức là đến nếu mà nói là 10 là bạn bỏ được 9 đấy đấy. Đưa vào mồm nó là xong, nuốt chửng phát là xong rồi. Rồi nhá, chúc bạn sớm bỏ được nó.